Chúng ta thường nói về trái tim, đó là ngôn ngữ của tình yêu. Nó nói về lòng tốt, chúng ta cảm nhận được sự ấm áp của nó trong những hành động thấu hiểu. Trái tim, dù vô hình, lại nói lên nhiều điều. Thông điệp của nó là trưng cho tất cả mọi người. Trái tim là một biểu tượng mạnh mẽ. Nó đại diện cho cốt lõi con người chúng ta, đó là nơi cảm xúc của chúng ta cư ngụ. Niềm vui, nỗi buồn, nỗi sợ hãi, niềm hy vọng, tất cả đều bắt nguồn từ điểm trung tâm này trong ta. Chúng ta dùng trái tim để thể hiện những cảm xúc sâu sắc nhất. Anh yêu em bằng cả trái tim, chúng ta nói, hoặc em đang làm tan nát trái tim anh. Đây không chỉ là những cụm từ, chúng là sự phản ánh ảnh hưởng sâu sắc của trái tim đối với cuộc sống của chúng ta. Trái tim, ở dạng biểu tượng của nó, dạy chúng ta, nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và kết nối. Đây là những sợi chi dệt nên tấm thảm của một cuộc sống ý nghĩa. Trái tim không chỉ là một khối cơ bơm máu, nó là tinh túy của lòng nhân ái trong ta, nó là thứ khiến chúng ta cảm nhận kết nối và yêu thương. Không có trái tim, chúng ta chỉ là những vỏ bọc trống rỗng. Khoa học cho chúng ta biết trái tim rất quan trọng cho sự sống còn. Nhưng chính những trải nghiệm của chúng ta mới bộc lộ ý nghĩa thực sự của nó. Yêu, mất mát, vui, buồn, những điều này định hình nên khung cảnh trái tim ta. Mỗi nhịp đập là một minh chứng cho sự sống. Mỗi nhịp đập là một lời nhắc nhở về sự quý giá của thời gian. Đó là lời kêu gọi hãy trân trọng từng khoảnh khắc và sống trọn vẹn. Trái tim, trong nhịp điệu không ngừng của nó, dạy chúng ta về sự kiên cường. Nó giãn ra và có lại, chịu đựng nỗi đau và đón nhận niềm vui. Nó cho chúng ta thấy bản chất tuần hoàn của cuộc sống và tầm quan trọng của việc lèo lái con thuyền vượt qua sóng gió. Cho đi từ trái tim là một hành động hào phóng thực sự. Đó là sự cho đi mà không mong đợi được nhận lại. Chính trong sự cho đi, chúng ta thường tìm thấy cảm giác viên mãn sâu sắc nhất. Tình yêu giống như một món quà quý giá, nên được chia sẻ một cách cẩn thận. Nó nên được trao cho những người sẽ trân trọng nó, nuôi dưỡng nó và đáp lại nó. Lòng tốt cũng là một món quà, nó không tốn kém gì để cho đi, nhưng có thể có ý nghĩa to lớn đối với người nhận. Một nụ cười đơn giản, một bàn tay giúp đỡ, một đôi tai biết lắng nghe. Tất cả đều là những hành động tử tế, có thể làm sáng ngày của ai đó. Khi chúng ta cho đi tình yêu thương và lòng tốt một cách tự do, chúng ta tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực. Nó giống như việc ném một hòn đá xuống ao, những gọn sóng lan rộng ra, chạm đến mọi thứ trên đường đi của chúng. Niềm tin, giống như tình yêu, là một thứ quý giá. Nó nên được tạo dựng, không phải được trao đi một cách dễ dãi. Một khi đã bị phá vỡ, niềm tin rất khó, đôi khi là không thể hàn gắn hoàn toàn. Trái tim, dù kiên cường, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Niềm tin đặt sai cho có thể dẫn đến đau đớn, đau lòng và vỡ mộng. Nó có thể khiến chúng ta cảm thấy bị tổn thương và cảnh giác. Chúng ta phải học cách phân biệt ai xứng đáng có một vị trí trong trái tim mình. Không phải ai đến với chúng ta bằng lòng tốt đều có ý tốt. Một số người có thể tìm cách lợi dụng bản chất tốt đẹp của chúng ta. Những người khác có thể bất cần với cảm xúc của chúng ta. Điều quan trọng là phải sáng suốt và bảo vệ trái tim khỏi những tổn hại tiềm ẩn. Mỗi trái tim đều mang những vết sẹo. Đó là những lời nhắc nhở về những tổn thương, thất vọng và phản bội trong quá khứ, nhưng chúng cũng là minh chứng cho sức mạnh và khả năng phục hồi của chúng ta. Vết sẹo không phải là thứ gì đáng xấu hổ. Chúng là bằng chứng cho thấy chúng ta đã yêu, đã mất và đã sống. Chúng là một phần tạo nên sự độc đáo của chúng ta. Mỗi lần đau lòng đều dạy chúng ta những bài học quý giá. Nó dạy chúng ta về bản thân, về người khác và về sự phức tạp của các mối quan hệ con người. Với mỗi lần đau lòng, chúng ta học cách yêu thương một cách khôn ngoan hơn. Chúng ta trở nên sáng suốt hơn trong lựa chọn của mình và bảo vệ trái tim mình hơn. Phần 6. Kho báu không lấy đi. Tình yêu và lòng tốt không phải là nguồn tài nguyên hữu hạn. Chúng không bị giảm đi khi cho đi. Trên thực tế, chúng ta càng cho đi nhiều, chúng ta càng nhận lại nhiều hơn. Đừng ngại thể hiện tình yêu thương của bạn với những người quan trọng. Hãy nói với họ bạn quan tâm đến họ như thế nào. Đừng chờ đợi một dịp đặc biệt, mỗi ngày đều là một món quà. Lòng tốt, giống như tình yêu,
nên là một hạng sổ trong cuộc sống của chúng ta. Nó nên được đan xen vào từng mối tương tác của chúng ta với người khác. Những cử chỉ tử tế nhỏ có thể có tác động sâu profound. Hãy nhớ rằng, tình yêu và lòng tốt không phải là gánh nặng mà là kho báu để chia sẻ. Chúng là những điều làm cho cuộc sống đáng sống. Phần 7 cánh giữ cánh cổng. Bảo vệ trái tim của một người không có nghĩa là khép mình với tình yêu. Đó là về việc sáng suốt với tình cảm của chúng ta và thiết lập ranh giới lành mạnh. Đó là về việc nhận ra những dấu hiệu cảnh báo trong các mối quan hệ và có can đảm để thoát khỏi những tình huống không còn phù hợp với chúng ta. Đó là về việc học cách nói không khi cần thiết, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm người khác thất vọng. Trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là đối với hạnh phúc của chính mình. Cánh giữ cánh cổng trái tim cho phép chúng ta trải nghiệm tình yêu một cách trọn vẹn và chân thực hơn. Phần 8 giá trị thực sự của trái tim. Giá trị của trái tim không được xác định bởi kích thước hay sức mạnh của nó, mà bởi tình yêu thương, lòng tốt và lòng trắc ẩn mà nó nắm giữ. Đó là về việc chúng ta yêu bao nhiêu, chúng ta quan tâm sâu sắc như thế nào, và chúng ta cho đi bản thân một cách hào phóng như thế nào. Đó là về những kết nối chúng ta tạo dựng, sự đồng cảm chúng ta dành ra và sự khác biệt chúng ta tạo ra trong cuộc sống của người khác. Trái tim, ở dạng tinh khiết nhất của nó, là ngọn hải đăng của hy vọng, là nguồn sức mạnh và là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của tinh thần con người. Phần 9. Một độ yêu thương. Trái tim là một khối cơ cân được rèn luyện. Chúng ta càng sử dụng nó nhiều, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta càng yêu nhiều, chúng ta càng có khả năng yêu thương nhiều hơn. Cuộc sống là một hành trình của trái tim, đó là hành trình của khám phá, trưởng thành và biến đổi. Trên đường đi, chúng ta sẽ trải nghiệm cả niềm vui và nỗi buồn, tình yêu và mất mát. Nhưng trải qua tất cả, trái tim chúng ta sẽ tiếp tục đập, dẫn dắt chúng ta đến mục đích thực sự của mình. Trái tim là một món quà quý giá, hãy trân trọng nó, bảo vệ nó và sử dụng nó để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, tử tế hơn và tràn đầy yêu thương hơn.